Đây là cái vườn cà phê năm thứ tư tại khu vực xã Em Ró, huyện Cư Mà Nga, tỉnh Đắk Lắk. Thì cái vườn này thì là nó bị tình trạng là ve sầu rất là nhiều. Sau đây chúng ta gặp anh chủ vườn của cái vườn này, thì cái hiện tượng của cà phê của anh bị ve sầu nó được bao lâu rồi anh? Cũng được từ cả năm này rồi. Năm rồi. Cái hiện tượng nó bị ve sầu ra sao anh nói rõ cụ thể như thế nào? Lỗ ở dưới gốc này nó đục lên ăn hết bộ rễ rồi, nó vàng hết cây cà. Tưới thì nhanh héo rồi. Đây là lỗ đó ha. Dạ. Thì khi mà nó bị như vậy thì là nó cái cà phê nó bị vàng quá. Dạ, vàng rất vàng ghê lắm. Nó vàng ghê lắm. Rồi tưới thì sao? Tưới thì tưới chưa nước được 10 ngày là nó héo lại rồi. À, là mình tưới nước á. Dạ. Chưa 10 ngày héo lại. Dạ. Thì chúng ta tiến hành đào cái lỗ ve sầu để chúng ta tìm cái con ve sầu nó cắn phá cà phê, và chúng ta cũng kiểm tra cái rễ cà phê như thế nào luôn. Rồi chúng ta đang đào lên thì phát hiện đây là chính là cái con ve sầu này. Con ve sầu này thì là nó sẽ cắn phá cái cà phê, hút nó hút cái dịch của cây cà phê, nó làm cho cây cà phê chúng ta là bị suy kiệt, bộ rễ là các bộ rễ là khô lại và không còn khả năng hút cái nước và cũng như dinh dưỡng. Thì cho nên là vào mùa khô thì nó sẽ bị cà phê bị vàng lá và có thể là chết cây. Sau đây thì để mà xử lý cái con ve sầu như thế này á, thì Quyết sẽ hướng dẫn cho bà con mình sử dụng cái dòng sản phẩm đó là BT mạt của công ty Thủy Kim Sinh, kết hợp với cái dòng là thứ hai là HC50. Thì cái BT mạt này á, là cái cơ chế nó hoạt động như thế nào thì Quyết cũng nói rõ. Đối với con ve sầu như thế này thì khi chúng ta xử lý gốc bằng cái BT mạt này thì các cái sợi nấm nó sẽ bám xung quanh cái bề mặt của cái con ve sầu này và nó hút các cái dịch ở trong con ve sầu này, làm cho con ve sầu này là nó chết khô luôn. Đó là cái cơ chế. Và chúng ta kết hợp với cái HC50 này để làm gì ạ? Khi cây cà phê chúng ta bị ve sầu tấn công á, thì chúng ta phải kết hợp với HC50, mục đích là để giúp phục hồi các bộ rễ tơ trên cái cây cà phê mà bị ve sầu cắn phá. Thứ hai là bổ sung cái hàm lượng hữu cơ tới 50% để giúp cho cái đất chúng ta nó giàu các cái hàm lượng hữu cơ, nó cung cấp cái trung vi lượng. Hiện nay cái đất, vùng đất Tây Nguyên chúng ta là cái hàm lượng trung vi lượng trong đất nó thiếu rất là nhiều, mà bà con hay bón cái phân NPK là chủ yếu. Còn nếu như bà con mình bón phân NPK thì bà con mình là lấy một cái ký HC50 này, chúng ta trộn với lại là 50 ký NPK hoặc là ure, thì chúng ta trộn vào thì chúng ta bón. Như vậy thì nó giúp cho cái đất của chúng ta là nó tơi xốp hơn, đồng thời nó cung cấp trung vi lượng và cái hữu cơ, và nó làm cho cái phân NPK chúng ta là hạn chế tình trạng là bốc hơi cũng như là bị rửa trôi đi. Và khi chúng ta bón như vậy thì cái hiệu suất ăn phân bón nó rất là lớn và cây chúng ta nó phục hồi rất là nhanh. Sẽ hướng dẫn bà con mình cách mà bón cái dòng này, cái dòng mà BT mạt xử lý ve sầu và kết hợp với HC50 để phục hồi lại cái bộ rễ. Thông thường thì nếu như mà có phân NPK bà con bón thì bà con trộn luôn để cho đỡ tốn công. Còn nếu không thì chúng ta xử lý cái dòng mà chúng ta trộn bằng hai dòng này với nhau ở trong cái xô này. Chúng ta trộn vào. Cái này thì nó không có độc hại nha bà con, không có độc hại, không ô nhiễm môi trường, nó hoàn toàn là vi sinh. Và chúng ta kết hợp với cái HC50 này luôn. Cái này thì bà con mình trộn thoải mái, không có sợ cái vấn đề cái gì, vì nó không có độc. Nhưng mà để hạn chế cái bụi thì bà con mình đeo cái khẩu trang vào.
một gói này và một hũ này thì chúng ta xử lý cho 100 cây cà phê. Nếu như vườn nào mà bị ve sầu nặng quá thì chúng ta xử lý con cỡ là 50 cây hai này, nó bị trường hợp ve sầu quá nhiều. Còn nếu mà chúng ta phòng ve sầu thì chúng ta xử lý 100 cây. Thì bà con mình xách cái xô này, chúng ta đã trộn hết cái này rồi thì chúng ta mới là rải vô gốc là một cây, là một cái muỗng dung như thế này. Đó, chúng ta rải. Đó, chúng ta rải đều. Đó, rải đều như vậy, một cây. Đó, và tiếp tục chúng ta lấy một, đây là cái một muỗng dung ở đây. Đó. Chúng ta tiếp tục chúng ta rải. Rải đều. Đó. Khi chúng ta rải xong rồi bắt đầu chúng ta mới tưới nước. Tưới nước. Đó. Khi chúng ta tưới nước vô thì nó hòa tan cái lượng mà chế phẩm sinh học trong cái bồn này, nó không có thoát ra ngoài được. Thì nó sẽ tan ra, tan cái bột ra. Sau khi chúng ta sẽ bỏ cái xử lý rải gốc BTM và HC50 xử lý cái ve sầu thì chúng ta tiến hành tưới. Tưới như thế này. Để cho nó hòa tan đều cái chế phẩm sinh học trong bồn cà phê luôn, để cho bà con mình đỡ tốn công. Còn nếu mà có NPK thì chúng ta trộn luôn, chúng ta rã luôn. Và chúng ta tưới thì tưới y như tưới nước bình thường thôi, kết hợp chúng ta tưới nước. Còn nếu như ở trong vấn đề mà mùa mưa thì bà con mình xử lý nó thì là chúng ta có thể là canh thời tiết. Khi nó mưa rồi thì chúng ta canh cũng như là rải phân NPK. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta tưới nó hay hơn.